Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nếm Phim cuối tuần cùng mình Mumel Channel. Tuần này, chuyên mục của chúng mình sẽ mang đến một bộ phim mới, hiện đang nằm trên top thịnh hành của Netflix kể từ khi phát hành. Đó là bộ phim The Old Guard, những chiến binh bất tử. Đây là bộ phim hành động mới nhất của đạo diễn Gene Prince by the Wood, được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của họa sĩ Greg Rucker, người đồng thời viết lên kịch bản phim. Bộ phim kể về một nhóm chiến binh bất tử gồm 4 người: Andy, Booker, Joe và Nicky, sống sót qua nhiều thế kỷ, tham gia vào nhiều cuộc chiến với mục đích chính nghĩa, cho tới một ngày họ bị tiết lộ danh tính và phải đối mặt với một thế lực thù địch vô cùng nguy hiểm. Đây cũng chính là khi thành viên thứ 5 của nhóm, Nai, một lính đánh bộ còn rất trẻ, phát hiện ra sự bất tử của mình. Nhóm chiến binh đã thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ là đưa Nai về team và tìm cách ngăn chặn các đầu mối về danh tính của mình. Riêng đối với Nai, cuộc chiến này có thể coi là bài học vỡ lòng của cô với năng lực của chính mình, khi những thắc mắc hoảng sợ về sự bất tử dần được làm rõ xuyên suốt bộ phim. The Old Guard mang đến những cảnh hành động vô cùng mãn nhãn. Các cảnh này tuy không quá nhiều nhưng xuất hiện rất hợp lý, từ các chiến đấu của cả đội hay cảnh solo, từ cuộc chiến từ nhiều thế kỷ trước cho đến hiện tại với nhiều loại vũ khí khác nhau, đã mang đến cho người xem một trải nghiệm thật sự thú vị. Các kể chuyện của bộ phim vô cùng thẳng thắn, đi thẳng vào nội dung chính, không có những chi tiết dư thừa hay những câu chuyện vòng vo, giúp cho mạch truyện rất mạch lạc, dễ dàng cuốn hút người xem. Điều đặc biệt khiến cho người xem Việt chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng phấn khích là sự xuất hiện của đàn nữ Ngô Thanh Vân trong vai Quỳnh. Quỳnh là một trong những thành viên đầu tiên của nhóm chiến binh, cùng Andy xông pha nhiều mặt trận, nhưng vì lý do đặc biệt đau thương mà cô đã mất liên lạc với Andy, lý do là gì sẽ được thể hiện rõ trong bộ phim. Sự góp mặt của Ngô Thanh Vân trong The Old Guard tuy không nhiều nhưng lại nắm vai trò vô cùng quan trọng và là mắt xích của cả bộ phim. Từ việc xuất hiện trong ký ức của Nai khiến Nai có mối liên kết hơn với cả team, cho đến việc mang đến một nỗi sợ cho bất kỳ chiến binh bất tử nào. Sự xuất hiện của Quỳnh đã đặt cho người xem rất nhiều câu hỏi và nghi vấn, và một câu hỏi lớn về chuyện phim có ra phần tiếp theo hay không. Đúng như câu nói trên poster của phim Forever is harder than it looks, đã có nhiều bộ phim khai thác về sự bất tử. Một số là phim hành động, một số là khoa học viễn tưởng, một số đã thể hiện khát vọng tìm kiếm sự bất tử. Hay như chính trong The Old Guard, kẻ ác đã hỏng bắt các chiến binh cho công cuộc nghiên cứu để tìm ra cách kéo dài sự sống của một con người. Nhưng thông qua bộ phim, người xem đã thấy rằng sự bất tử không phải là một món quà. Bất tử là sự cô đơn đến tàn nhẫn, là khát khao kết thúc sự sống để dừng lại một cuộc sống không gia đình, không bè bạn, không được tiết lộ danh tính. Bên cạnh những cảnh hành động mãn nhãn, bộ phim còn thể hiện diễn biến tâm lý nhân vật rất tinh tế, tình cảm, đan xen những tình cảm rất đời thường của những con người bất bình thường. Tình cảm gia đình được khắc họa rõ nét qua cách Booker kể về gia đình, qua cách Nai nghĩ về mẹ và em trai. Joey và Nicky thì khiến cho người xem ghen tị về một tình yêu cao cả và vĩnh cửu. Một tình yêu đã kéo dài hàng thế kỷ nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào, say đắm. Còn Andy thì đã cho thấy tình cảm chiến hữu bền chặt, sự trách nhiệm của một người thủ lĩnh qua sự bất chấp tính mạng để bảo vệ đồng đội của mình, và sự dây dắt hàng thế kỷ nỗi ám ảnh không bao giờ quên khi không bảo vệ được Quỳnh. Bốn dàn diễn viên vô cùng thực lực, đặc biệt là vai trò của đạo nữ Hollywood Charlize Theron trong vai chính Andy, sự tươi mới của diễn viên trẻ Kiki Lyon trong vai Nai là điểm cộng lớn của bộ phim. Tuy nhận được nhiều ý kiến khen chê lẫn lộn, nhưng cá nhân mình cho rằng The Old Guard là một bộ phim vô cùng đáng xem trong thời gian này, đặc biệt là khi tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đang cản trở quá trình sản xuất của nhiều phim bom tấn, thì sự xuất hiện của The Old Guard như một món ăn tinh thần không thể thiếu cho những fan của phim hành động. Cuối tuần này hãy cùng nếm phim trải qua những giây phút sôi động, căng thẳng nhưng không kém phần lắng đọng nhân văn cùng những màn hành động vô cùng mãn nhãn của The Old Guard. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số nếm phim tiếp theo nha. I strongly recommend that we leave right now. Let's move. Wait for the signal. How the hell can you even tell? Oh. I'm gonna keep popping on all that.